Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu về cái hòa lưới bám tải của Rowatt. Tất cả các bản Rowatt min 3kg, 5kg, 6kg thì đều có cho phép chức năng bám tải. Bám tải từ dùng CD hoặc dùng Master. Hôm nay em sẽ dùng bám tải dùng Master. Master loại mới. Đó là SDM120. Đây. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu về nguyên lý, cách đấu nối và cách hoạt động của cái bám tải này. Thì hòa lưới bám tải nó sẽ hoạt động như thế nào? Thì các cái hòa lưới thông thường nó sẽ đấu nối vào cái lưới điện ở phía sau cái đồng hồ cái điện lực. Ở đây mình có một cái đồng hồ điện lực chẳng hạn. Thì cái hòa lưới thông thường nó sẽ lấy năng lượng từ tấm pin đưa vào hòa lưới, nó hòa vào đẩy dòng nguồn AC vào thì nó sẽ chạy đến tải, nó nuôi tải trước, cấp tải trước. Cái tải mình có thể đấu đâu đó ở trong nhà thì nó cũng sẽ cấp tải trong nhà trước, sau đó dư nó sẽ đẩy lên lưới bán điện. Thì hiện nay cái chính sách fit chưa có và điện lực cũng không cho phép đẩy lưới, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái thiết bị đo đếm ở tổng và không được phép đẩy lên lưới, không được phép phát ra lưới. Thì chúng ta sẽ cần cái master này, nó sẽ đo đếm ở tổng để nó đưa tín hiệu lại cho cái inverter này. Thì khi giả sử như trong trường hợp mà mình phát lên lưới dư thì cái master này nó sẽ đo một cái công suất đang phát dư lên lưới, thì nó sẽ báo ngược lại, tín hiệu ngược lại trên inverter này. Inverter này sẽ điều tiết công suất giảm xuống để vừa đủ công suất tải thôi, không phát ngược ra lưới nữa. Và khi mà giả sử như cái tải mình tăng lên hoặc quay về giảm xuống và nó lấy lưới đầu vào, chiều lực đầu vào nó sẽ đi qua cái master này, thì cái master này nó báo là đang có tín hiệu từ điện lực đi vào, thì nó sẽ báo ngược về cho cái inverter này để tăng công suất lên, bù cho tải và không lấy lưới vào, giảm công suất lấy lưới vào tối đa. Và khi mà nó phát dư lên thì nó lại báo ngược lại để cho inverter này điều tiết công suất liên tục. Coi là inverter và master phải làm việc liên tục, đo đếm liên tục và inverter phải điều tiết liên tục. Do đó là cái inverter nó sẽ phải làm việc nhiều hơn và nó sẽ không làm việc ở công suất đỉnh của cái tấm pin mặt trời nếu như cái tải mình thấp. Nếu mà tải của mình mà cao hơn cái nhu cầu của pin mặt trời phát ra thì khi đó là inverter mới hoạt động hết công suất bằng với công suất đỉnh của cái tấm pin. Còn nếu như mà tải mình nhỏ thì chắc chắn nó sẽ bị bóp công suất lại. Đó. Thì cái nguyên lý bám tải là như vậy. Có nghĩa là cái meter này nó là cái để đo đếm và truyền tín hiệu cho cái inverter này, chứ không phải là nó gắn vào thì nó sẽ chặn được cái dòng đẩy lưới. Cái việc chặn đẩy lưới ở đây là do cái inverter này nó điều tiết, nó báo tín hiệu về cho inverter này điều tiết, chứ không phải là gắn cái đồng hồ vào là nó chặn được. Do đó là mình phải sử dụng cái đồng hồ phù hợp và tương thích, có giao tiếp với cái inverter này thì nó mới chạy được ở cái chế độ bấm tải đó, và mình phải cài ở trên inverter này chế độ bấm tải thì nó mới chạy được. Đó. Thì em sẽ giới thiệu cái đấu nối của cái master và cái hệ thống cơ bản ở đây. Đây em đấu nối hướng dẫn sơ bộ. Đây. Cái này là đầu vào lưới này. Rồi sẽ đi qua cái master này. Đi qua cái master này á thì ở đây cái lưới của em đang qua một cái CB này, và cái dây L này, dây L của lưới sẽ đi vào cái chân đây, chân bên trái phía dưới này của cái master này, và L out là đi ở chân bên phải của master này. Đây, nó có một cái sơ đồ ở trên này, đây sơ đồ ở trên mỗi cái đồng hồ. Đây L in, L đi vào, L đi ra. Mình phải đấu đúng cái chiều L đi vào, L đi ra nha, thì nó mới báo đúng cái chiều đang lấy lưới hay đang đẩy lưới ở trên cái đồng hồ này. Đó. Và cái chân mà chân nhỏ bên bên đối diện á, đây, cái chân nhỏ bên đối diện là chân N. Chân N này thì mình có thể đi một cái dây nhỏ để cấp nguồn cho cái đồng hồ, nuôi cái đồng hồ này thôi. Coi là nó phải nuôi đủ L và N thì cái đồng hồ này nó mới lên được. Thì ở đây cái dây em đang dùng đó là cái dây này, em đang dùng là dây L đi vào L in. Dây này sẽ là L out. Đó, chân bên phải là out đi ra cái dây L ở bên này. Rồi, dây N thì N sẽ đi thẳng vào cái N bên này luôn. Đồng thời có một cái dây N để cấp nguồn cho cái đồng hồ ở đây. Đó, dây N đây. Dây N này là dây cấp nguồn. Đó vậy thôi. Cái mà để chịu tải thì sẽ là cái dây này, dây L in và L out này. Nó là dây chịu tải.
Và cái đồng hồ này nó sẽ chịu tải 45 ampere và vẫn chính xác. Còn cao hơn thì nó sẽ mất đi cái độ chính xác. Đó. Thì đây cái sơ đồ em sẽ quay rõ cho mọi người nhìn. Đây L in, L out, rồi N bên này. Và trên đồng hồ này nó sẽ có hai cái chân giao tiếp, đó là chân 9 và chân 10. Thì cái chân 9 và chân 10 này mình đấu giao tiếp ấy, thì mình sẽ đấu vào cái rắc RS 455 giao tiếp đi kèm ở trong cái mỗi cái thùng của cái bản min nó như thế này. Đó. Thì mình sẽ nối ở cái chân 9 và chân 10 sẽ nối với chân 7 và chân 8 ở trên cái này. Đây cái này nó bị đứt một dây rồi. Thì chân 10 sẽ nối chân 10 trên master này. Sẽ nối với chân 10 trên master, sẽ nối chân 7 ở trên cái cục này. Chân 9 sẽ nối chân 8 trên cục này. Và cái dây này mình có thể dùng cái dây cắm mạng thông thường. Cắm mạng thông thường có 8 dây, mình lấy 2 trong 8 dây đó để mình đấu nối cho cái cần cấp tín hiệu này. Mình có thể kéo dài khoảng 50m vẫn ok. Đó là RS 485 nha. Rồi bây giờ em sẽ đấu nối và em sẽ cài đặt cho cái motor chạy ở chế độ bấm tải. Rồi đây thì em sẽ bật inverter lên. Đây có DC đầu vào, bật inverter lên. Và sẽ cài chế độ bấm tải. Mình sẽ vào phần set parameter này. Bấm một lần là chuyển, bấm hai lần là chọn, bấm ba lần trở về. Bấm hai lần để chọn này. Đó, rồi bấm một lần là chuyển xuống advanced này. Hai lần để chọn này. Rồi bắt buộc mình sẽ chọn là 1 2 3, bấm 1 lên chuyển lên 2. Rồi chọn. Rồi chuyển lên 3, 1 2 3, rồi. Bấm hai lần để chọn. Rồi mình sẽ bấm xuống để chuyển lên export debit này. Chọn cài đang off nha, mình sẽ cài sang on. Đó, ngay on, bấm hai lần để chọn. Cái này mình có thể cài ở trên web kết nối wifi hoặc là cài trực tiếp trên màn hình đều được. Em đang cài trên màn hình nhé. Rồi đến master này, bấm hai lần để chọn này, rồi nó chuyển sang CD rồi. Đó, bấm master hai lần đó. Mình muốn cài đẩy lưới bao nhiêu phần trăm, coi là dư lên phát lên lưới bao nhiêu phần trăm. Còn nếu mà mình không muốn phát lên lưới một tí nào hết thì mình cài là 0%. Nhưng mà ở đây nó đang mặc định là 0% hết rồi, thì mình sẽ cần phải cài chuyển để lưu lại. Chọn hai lần, hai lần để chọn cái thông số đó. Rồi ok, bấm setting thành công. Rồi bây giờ em sẽ bật cái AC lên. Đây. Ok, em sẽ bật cái AC lên. Này. Thì bật AC lên nó sẽ báo lỗi chưa có giao tiếp. Thì khi mà mình đấu nối cái đồng hồ này xong, còn em hướng dẫn cái đấu nối đồng hồ này này. Cái đồng hồ này mình đã đấu nối xong rồi. Thì cái dây cắp mạng này mình sẽ đấu nối vào cái rắc này rồi. Rắc này đấu vào trên 78 rồi. Mình cắm vào đây. Đây, cắm vào đây. Nếu như mà mình nối đúng thì mình cắm vào, nó sẽ hết báo lỗi ngay lập tức. Đây, em sẽ cắm vào. Đó, cắm vào nó hết báo lỗi ngay lập tức. Nếu như mà nó vẫn còn báo lỗi nè, em sẽ xem. Nếu như tắt đi, đây, sẽ tắt đi nha. Tắt đi và đóng AC trở lại này. Đóng AC trở lại này. Thì không có giao tiếp, em đang chưa cắm này. Chưa cắm không có giao tiếp. Thì có thể nó sẽ báo lỗi. Báo lỗi không giao tiếp với master. Và khi mà cắm master vào thì nó sẽ hết báo lỗi ngay lập tức. Đó là cái cách mình có thể kiểm tra xem đó, đó đang báo lỗi. Nó báo lỗi không giao tiếp với master, lỗi 401 nha. Bây giờ em sẽ cắm cái master vào. Đây, cắm giao tiếp master vào. Cắm vào thì nó sẽ báo hết báo lỗi ngay lập tức. Đó. Coi là master của mình đã nối ok. Ở cái bản SDM301230 thì nó sẽ có một cái biểu tượng cái hình điện thoại. Còn bản này thì nó sẽ không có biểu tượng đó. Cho cái màn hình nó tương đối nhỏ. Rồi, nó đã kết nối thành công và nó đã chạy. Đây, em sẽ giới thiệu các thông số cho đồng hồ này luôn. Ở đây cái đồng hồ này nó sẽ có kWh tổng này. Rồi kWh đẩy lưới này, chiều đang chiều vào này là lấy lưới này. Rồi chiều ngược lại là chiều đẩy lưới này. Rồi vôn này, ampere này,
quát này. Đó. Sẽ có tần số này, có đầy đủ các thông số. Rồi. Vôn. Ampere, quát. Đây. Ở đây nó đang phát 20W cho đang không có tải. Này, công suất PV nó chỉ phát có mấy W thôi, giờ không có tải. Bây giờ em sẽ đóng tải lên này. Nó sẽ đóng tải vào và chúng ta sẽ nhìn thấy là cái công suất phát của inverter nó sẽ tăng ngay lập tức để nó bù cho tải. Em sẽ đóng tải vào nha. Rồi, ok. Rồi, đây sẽ nhìn thấy đó. Inverter nó sẽ tăng công suất ngay lập tức để bù cho tải. Coi là cái việc mà bán tải thành công này. Công suất tải đang khoảng 300 mấy quá thì khi mà inverter phát lên á thì công suất lấy lưới nó sẽ giảm xuống ngay lập tức đó. Nó xuống còn 10W 10 mấy quá thôi. Cái giai đoạn mới bật lên á thì nó sẽ dò MPT thì nó sẽ dao động một chút và sau khi nó dò xong á thì nó sẽ chạy ổn định và bán tải khoảng 10 mấy 20 mấy quá thì thôi. Đó. Đây công suất phát của inverter. Thì khi mà tải mình tăng thì inverter nó sẽ tăng công suất phát lên, tải mình giảm inverter sẽ giảm công suất phát. Và nó sẽ điều tiết theo tải của mình. Như vậy là bám tải thành công. Thì cái này sau khi đấu nối xong thì mình sẽ gắn chụp và mình siết đầy đủ nha, để bảo vệ cái cổng kết nối này. Nó rất là quan trọng. Rồi cái video hướng dẫn bám tải cũng như là cài đặt của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Và nếu có thắc mắc gì thì cứ để lại câu hỏi, bên em sẽ giải đáp trong cái thời gian sớm nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm. Đây công suất đã ổn định này. Em sẽ quay lại bấm tải lần nữa này. Đó, bấm tải là lấy lưới, tải lưới chỉ có mấy watt thôi, không watt, 5 watt, 7 watt thôi. Bấm tải này khá là chính xác. Tuyệt. Gần như nó sẽ không có lấy lưới, không đẩy lưới bao nhiêu hết. Đó.